Hôm nay Chiến cực kỳ tự hào khi mà có một người anh vừa là ca sĩ mà vừa là fan của mình hâm mộ. Mình rất là mộ anh ý. Anh ý là một người Việt gốc Hoa. Thì bây giờ mình sẽ có một trò test thử nhá. Là anh ấy sẽ cất tiếng hát lên xem mọi người có thể phát hiện ra anh ấy là ai không. Giờ đây trong lòng em còn yêu anh yêu không? Bởi vì bên cạnh em luôn có ai kia cười đôi. Làm sao không giận anh? Làm sao im lặng đây? Và làm sao không hận ghen khi đã yêu nhau? Rồi, hay quá. Đây, cho mọi người xem gương mặt đẹp trai của anh ấy. Một người đàn ông mà mình nghĩ rằng chạy đua với thời gian. Ưng đại về xin chào tất cả các bạn khán giả của 1900. Gặp anh thì rất lâu rồi nhưng mà chưa lần nào để hẹn anh qua trực tiếp salon như này. Đấy thì em cũng có một chút quà. Đây là cái quà một người fan hâm mộ như em muốn gửi tặng cho anh. Nếu như mà anh cảm thấy cái sản phẩm này nó phù hợp với anh dùng thì em xin phép là tặng cho anh 1 năm anh sử dụng. Đây nó là dầu gội, còn cái này nó là dầu hấp. Cái hấp này thì nó thay thế xả luôn. Về dầu gội thì nó có mấy tính năng chính thôi. Đầu tiên là mùi hương, thứ hai là mềm mượt, Cho ba anh là chức năng phục hồi. Anh ngửi ngửi thử mùi cái này. hương nhá. Wow, khá là ấn tượng, khá là thơm đấy. Cái này sẽ dành cho những tóc khô sơ hư tổn. Thì em nghĩ rằng là anh cũng thường xuyên lưu diễn nhiều. Thì hôm nay em có món quà nó khá là thiết thực với cái gọi là cái nhu cầu của anh. Thì cho em Chiến xin phép gửi tặng anh. Đây là hôm nay là cứ gửi tặng cho anh cái này về anh dùng thử. Đấy, nếu mà anh dùng ưng thì em xin phép tài trợ cho anh 1 năm. Gọi là tặng anh 1 năm Cảm ơn nhá. Chiến nha. Rồi, em cảm ơn anh. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.